Và thưa quý vị, có 11.200 người nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào 12 cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có 9 cơ sở tập trung, 3 cơ sở xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Thanh niên xung phong. Trong số 11.200 người nghiện ma túy này, có hơn 10.000 người không có nơi cư trú ổn định. Có đến 60% những người nghiện này sử dụng ma túy đá, Nam Nguyên trình bày. Đây là thông tin do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Minh Tấn đưa ra hôm nay tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tại thành phố lớn nhất Việt Nam này. Theo ông Lê Minh Tấn thì trong tổng số 26.000 người được phát hiện tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến chất ma túy thì có đến 19.000 người được xét nghiệm dương tính. Ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lập lại là những học viên cai nghiện không bị cho là tội phạm mà chỉ là người bệnh mãn tính. Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo yêu cầu các cơ sở và đơn vị chức năng làm tốt hơn nữa công tác trị liệu, dạy học nghề, chăm lo sức khỏe và vui chơi giải trí cho những người được tập trung cai nghiện.